chúc các bạn Redman cố gắng tận hưởng những ngày tháng mình là sinh viên trước khi đi làm. Tiếp tục phát huy tinh thần rất là bựa của VNGU. Mình hy vọng các Freshman sẽ tiếp nối truyền thống của các anh đi trước và còn vượt trội hơn nữa. Các thế hệ sau thì nói chung là cố gắng phát huy được truyền thống mà các đàn anh đi trước đã có và tham gia các event thật nhiều để nói chung là vực dậy tinh thần của VNGU. Thì em chỉ có một lời đó là mọi người hãy cùng cố gắng đóng góp vô cái cộng đồng VNGU của chúng ta để ngày càng lớn mạnh hơn. Mong là các bạn Freshman cố gắng, các bạn học tập được tốt, các bạn xứng đáng là người Việt Nam ở tại Singapore. Chị thấy Việt Nam mình qua đây thì hơi con cũng chỉ chơi với Việt Nam thôi, nhưng mà chị nghĩ là mọi người cần nên take initiative nhiều hơn nữa và mở rộng cái network của mình với thầy cô, với bạn bè quốc tế và thậm chí là ở ngoài trường. Và điều đó rất là có ích cho các bạn sau này, lúc mà các bạn học xong mà đi tìm việc. Nhắn nhủ đến thế hệ sau thì này chỉ là lời chia sẻ thôi. Thì khi mà các bạn đã đặt chân qua đất nước Singapore này để mà đi du học rồi thì có lẽ là một bước khi mà các bạn đã step out of the comfort zone, thì bây giờ từ đây về sau khi mà các bạn gặp những challenge trong cuộc sống, challenge trong việc học, thì hãy đương đầu với nó, đừng có lảng tránh và hãy biết tackle những cái challenge đó để làm cho mình là một người hoàn thiện hơn trong cuộc sống. Nó hay quá, quên nó rồi. Nó đuối. Cũng giống như Trung nói đó, thì đôi lúc là mình sẽ chọn rất nhiều challenge trong cuộc sống của mình. Thì cái điều quan trọng cho các bạn là các bạn phải biết là khi mà đã chọn cái gì rồi, never look back and maximize your choice. So that's all I want to say. Còn vài lời nhắn nhủ thì mình thấy là bây giờ là mình đã đi làm được 5-6 năm rồi, thì mình rất là nhớ những cái kỷ niệm mà mình thời sinh viên đẹp đẽ của mình ở NTU, và những cái kỷ niệm đó thì giống như là rất là quý giá của đời người rồi. Thì giống như là mình thấy các bạn, các anh chị em còn đang học tập công tác NTU thì hãy nắm bắt và lại tận hưởng cái thời gian đẹp đẽ như vậy, với một cái thời gian sung sướng nhất của cuộc đời này. Mình nhắn nhủ thì mình kinh nghiệm bản thân thì mình thấy là làm gì cũng vậy, giống như là mình học thì học hết mình, chơi thì cũng phải chơi hết mình và sống hết mình. Thì đó là những gì mình muốn gửi gắm đến mọi người, và chúc mọi người, chúc anh chị em đang học tập và làm việc tại NTU có một ngày lễ kỷ niệm thật là vui vẻ. Xin cảm ơn mọi người. VNNTU trong tương lai sẽ trở nên gần gũi hơn, thân thiện hơn và tốt hơn cũng được. NTU sẽ ngày càng lớn mạnh, sẽ tổ chức được các event chuyên nghiệp hơn. Đương nhiên là mình phải mong cho VNNTU càng ngày càng phát triển hơn rồi. NTU trong tương lai sẽ giữ vững được tinh thần đoàn kết và ngày càng vững mạnh hơn. VNNTU sẽ ngày càng lớn mạnh. Và nói chung là bởi vì VNTU hiện giờ nó vẫn là như này, nó vẫn là một cái gì đấy chỉ mang cái tính chất trong nội trong những người Việt Nam thôi. Mình muốn nó trở thành một cái tổ chức gì nó phải có tầm vóc hơn. Đối với Trung á, cái bước phát triển tiếp theo của VNTU mình, Trung có thể nghĩ mà sẽ có ích cho cộng đồng của mình, sẽ là nâng cái độ professional của tất cả những event lên một mức cao hơn, để cho tất cả những người mà người ta tham gia vào tổ chức hoặc là tham gia thôi, người ta vẫn thấy được cái benefit là người ta có thể học được gì bằng cách là tổ chức những cái chương trình đó. Bởi vậy khi mà mình có một cái event lặp lại từ những năm sau thì sẽ có những người, người ta sẽ tự động người ta quay lại, người ta đăng ký những chương trình đó để người ta học hỏi thêm những cái mới, chứ mình không phải là mình đi lôi kéo từng người vào để mà tổ chức cái event của mình. Chị mong là tất cả mọi người cho VNTU sẽ đóng góp tích cực vào các hoạt động của VNTU mình, và nhất là các hoạt động nào mà quảng bá hình ảnh con người Việt Nam và văn hóa Việt Nam tới các bạn bè quốc tế, sẽ và mọi người lại gần nhau. Mong rằng các thế hệ tiếp theo sẽ cố gắng tiếp bước được cái truyền thống của các anh chị đi trước, cũng như là các bạn phát triển cái nội dung, các event, các hoạt động của mình lên một bước cao hơn nữa. Sẽ có nhiều tổ chức hỗ trợ cho VNTU, đông thành viên
mọi người sẽ gần nhau hơn, gái nhiều hơn, gái đẹp hơn, gái cởi mở hơn, gái mát mẻ hơn, gái mê trai hơn.